Theo các bạn, thời điểm nào là tốt nhất để cho trẻ ăn dặm? Việc cho trẻ bắt đầu ăn dặm là một bước quan trọng trong quá trình phát triển dinh dưỡng của trẻ nhỏ, nhưng ăn dặm lúc nào thì không phải bà mẹ nào cũng biết. Hãy cùng bác sĩ Phúc và Central Pharmacy tìm hiểu nhé. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung là khi tròn 6 tháng tuổi, tức 180 ngày. Do nhu cầu ở trẻ tăng cao, sữa mẹ không còn đáp ứng đủ chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Vì vậy, chúng ta cần phải cho trẻ ăn bổ sung. Hiện nay, rất nhiều chị em vẫn quan niệm rằng khi cho trẻ ăn bổ sung sớm sẽ giúp trẻ cứng cáp, khỏe mạnh hơn. Vì vậy, có những bà mẹ cho trẻ ăn dặm từ 4 đến 5 tháng tuổi, thậm chí có những trẻ được ăn dặm từ lúc 3 tháng tuổi. Điều đó ảnh hưởng đến việc tận dụng nguồn sữa mẹ. Trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa và dẫn đến suy dinh dưỡng. Đặc biệt, một số bà mẹ còn cho trẻ ăn cơm nhai, cơm mớm rất là mất vệ sinh, thậm chí còn là nguồn lây bệnh cho trẻ nhỏ. Theo các nhà dinh dưỡng, việc bổ sung ăn dặm cho trẻ sớm sẽ làm tăng áp lực cho bộ máy tiêu hóa, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến tiêu hóa, sự phát triển và sức khỏe của trẻ. Thức ăn bổ sung thường khó tiêu nên trẻ sẽ biếng ăn, không đủ chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến việc trẻ chậm tăng cân, kém phát triển, dễ bị suy dinh dưỡng. Đối với trẻ em thì việc ăn dặm được tuần tự theo thứ tự từ thức ăn lỏng như sữa sang bột loãng, bột đặc, rồi cháo và cơm. Ngược lại, khi cho trẻ ăn bổ sung muộn, sữa mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu thì trẻ sẽ bị thiếu dinh dưỡng, dẫn đến chậm cân, suy dinh dưỡng. Vì sữa mẹ sau 6 tháng không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên của trẻ nhỏ, cần phải cho trẻ nhỏ ăn thêm thức ăn bổ sung. Ngoài việc bú sữa mẹ, trẻ cần được ăn thêm từ 1 đến 2 bữa bột trong một ngày. Còn bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề ăn dặm, các mẹ hãy comment phía dưới nhé.